Ôi giời, con nước tràn vậy trời. Trời, sao vậy, sao vậy? Nhà bạn có hay xảy ra tình trạng này không? Ok, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi xử lý tình trạng này nha. Let's go. Ở trường hợp đầu tiên đó chính là xảy ra tình trạng tràn nước ở trong bồn cầu. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này đó chính là do các lớp keo và các mối liên kết của chúng ta bị đứt gãy hoặc là bị hở, và hoặc là do nhiều tác động khác nhau dẫn đến tình trạng là con thở của chúng ta bị lệch và dẫn đến nước trong bồn cầu bị tràn ra ngoài. Và hình như có vẻ là cái nước này hơi thơm đó mọi người ạ. Ở tình trạng này chúng ta cần tháo rời bồn cầu ra và kiểm tra bộ xả của chúng ta có hoạt động được tốt hay không, các mối liên kết còn đảm bảo ok, chắc chắn hay không. Nếu mà không còn ok nữa thì mình nghĩ là mọi người nên gia cố lại, dán keo, hoặc là bộ xả của chúng ta bị hư rồi thì chúng ta nên thay cái mới. Và sau đó chúng ta cần dán keo ở chân bồn cầu một cách kỹ càng hơn. Và trường hợp thứ hai đó chính là xảy ra tình trạng tràn nước ở két nước. Nước sẽ tràn ra ở khu vực này, hoặc là đối với những sản phẩm mà bồn cầu 2 khối thì sẽ tràn ở vị trí liên kết giữa thân cầu và két nước. Nguyên nhân ở tình trạng này là chúng ta cần kiểm tra bộ xả cần kỹ càng hơn. Thứ nhất là ở phần nút nhấn, cần điều chỉnh độ dài của nó một cách hợp lý. Nguyên nhân thứ hai ở bộ xả đó chính là do nghẹt phao. Nguyên nhân thứ ba là do ống xả tràn bị nghẹt, hoặc là các đường ống xả của bồn cầu bị nghẹt. Ngoài ra đối với bồn cầu 2 khối thì do các lớp ron cao su liên kết giữa 2 khối bồn cầu của chúng ta có thể bị mủng mục và hư đi. Chúng ta cần kiểm tra nó mọi người ha. Và phương án xử lý ở trường hợp này chúng ta cần lưu ý đến những điều như sau. Điều chỉnh que dặn. Thứ hai, chúng ta kiểm tra thử phao hoạt động tốt hay không. Thứ ba, kiểm tra các rác hay là rong rêu gì đó có đóng ở trong phần bộ xả, ống xả của mình hay không ha mọi người ha. Và phát khuyên mọi người á, là chúng ta cần phải vệ sinh và kiểm tra lại các lớp ron cao su cũng như là bộ xả, sau đó lắp lại. Nếu như mà nó không hoạt động tốt hoặc là vẫn xảy ra tình trạng là tràn nước thì lúc đó chúng ta mới hẳn đi thay bộ xả và ron mới ha mọi người ha. Và một tình trạng nữa chúng ta hay gặp vào mùa mưa đó chính là tình trạng tràn nước ở miệng bồn cầu. Và những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tràn bồn cầu ở trường hợp này phải kể đến đó chính là nguyên nhân thứ nhất là do hầm cầu bị đầy. Nguyên nhân thứ hai là do hệ thống thoát khí của chúng ta bị nghẹt. Nguyên nhân thứ ba đó chính là nước mưa tràn vào hầm vào những ngày mưa lớn. Nguyên nhân thứ tư đó chính là các dị vật nghẹt ở hệ thống bồn cầu. Và để khắc phục nhanh tình trạng này, cách đầu tiên các bạn có thể dùng bột thông bồn cầu. Cách thứ hai là bạn có thể sử dụng đến phương án rút hầm cầu nếu như hầm cầu nhà chúng ta quá đầy. Và cách thứ ba là các bạn có thể đi kiểm tra lại các hệ thống ống dẫn chất thải và ống thoát khí. Nếu nó gặp vấn đề, hãy khắc phục nó. Và để chọn mua được các phụ kiện thay thế cho bồn cầu nhà mình, đừng quên đến Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Đồ tôi giảm giá 25% nè. Tới đi, chờ gì nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của tụi mình trên kênh Kim Quốc Tiến Official. Và nếu như bạn thấy video này hay và bổ ích thì cũng đừng quên like, subscribe giúp cho mình để mà mình có thêm động lực cho những video đằng sau này nha.